chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn nồi chiên không dầu của Clashstyle. Đây là loại nồi chiên cỡ lớn nhất của Clashstyle với dung tích là 9 lít và cũng là một trong những dòng nồi chiên không dầu bán chạy nhất của Clashstyle. Công suất của nồi là được 1400W và bạn có thể nhìn thấy nồi được thiết kế với một cái form mẫu rất là chắc chắn và nhưng mà cũng nhìn rất là bắt mắt và bóng đẹp. Bảng điều khiển của Clashstyle nằm ngay phía trước bên trên, rất là dễ nhìn thấy và cũng là dễ điều chỉnh. Ở đây bạn có thể nhìn thấy những cái phím điều chỉnh đơn giản và bạn có thể hiểu được. Và như bạn thấy thì khi hoạt động thì Clashstyle sẽ có điện sáng bên trong và bạn có thể nhìn thấy khu vực thực phẩm bên trong. Và cái phần nhựa bên trong và phần nhựa bên ngoài này là thiết kế là nhựa trong về bạn cũng có thể nhìn xuyên vào cái thực phẩm. Và với chức năng roll như này thì bạn có thể nhìn thấy là cái lồng xoay bên trong đang bắt đầu chuyển động và xoay. Với cái việc xoay tròn như thế này thì thực phẩm luôn luôn được chín đều và kỳ hấp dẫn. Và sau một thời gian thì đèn lại tắt và lại bật lại để bạn có thể kiểm tra được cái tình trạng nấu nướng. Để khởi động nồi thì có phím Start ở ngay giữa và màn hình điều khiển sẽ hiện lên ở phía đằng trước này. Bạn có thể nhìn thấy các thông số. Ví dụ ở đây khi bật nồi lên, bạn sẽ bấm vào Start và sẽ hiện thông số về thời gian bên dưới và nhiệt độ ở phía bên trên. Để lựa chọn thời gian hay nhiệt độ, các bạn bấm vào cái biểu tượng có chữ Time và Temperature, có biểu tượng nhiệt và đồng hồ đây. Các bạn bấm vào và thấy biểu tượng đồng hồ nhấp nháy thì bạn dùng hai phím cộng hoặc trừ ở hai bên để tăng thời gian hay là cũng như là giảm cái thời gian mà các bạn muốn đặt. Ví dụ ở đây mình đang tăng thời gian lên. Và sau khi lựa chọn được thời gian thì các bạn có thể bấm thêm lần nữa vào cái biểu tượng đồng hồ và nhiệt kế để lựa chọn được cái phần nhiệt. Và ở đấy thì cái phần nhiệt khi nào mà nó nhấp nháy như này là bạn có thể lựa chọn được. Và cũng sử dụng hai phím tăng giảm để điều chỉnh. Ở đây Clashstyle được thiết kế với nhiệt độ tối đa là 230 độ C. Ngoài ra có những chức năng để giúp tăng cái hiệu suất của nồi. Ví dụ đây là phím quay, roll. Bấm cái phím này thì nồi sẽ có thêm cái chức năng là giúp quay và chuyển động những cái vật dụng quay nướng ở bên trong nồi để giúp thực phẩm có chín đều hơn. Mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn là các chương trình là bạn có thể hoàn toàn tự thiết lập về thời gian và nhiệt độ. Ngoài ra thì Clashstyle còn có đến 7 cái chương trình được thiết lập sẵn cho bạn. Khi bạn bấm menu sẽ có đầu tiên là có cái hình set. Hình set này với tương ứng với speed là giúp bạn có thể chọn chương trình nấu nhanh nướng. Bạn bấm thứ hai thì sẽ có chương trình roast, có nghĩa là để cho bạn khi bạn nướng gà hoặc là quay gà, chiên gà ở trong này, chiên gà cả con. Đến fry thì chính là khi mà các bạn muốn chiên các loại rau củ quả, ví dụ như là khoai tây, các bạn chiên ở trong nồi và có sự hỗ trợ của cái lồng quay nữa. Và tiếp theo là chương trình break. Và chương trình dành cho pizza, chương trình dành cho thịt nướng nguyên tảng, chương trình dành cho thịt nướng xiên đều có sẵn ở đây. Với những cái chương trình được thiết lập sẵn này thì Clashstyle đã thiết lập sẵn luôn cái phần nhiệt độ và thời gian. Nếu như bạn không muốn thay đổi thì bạn chỉ cần chọn chương trình và bấm Start, nồi sẽ bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên thì bạn vẫn có thể, ví dụ như với chương trình nướng xiên, nếu bạn thấy rằng là thời gian này không phù hợp thì bạn có thể bấm vào cái biểu tượng thời gian và nhiệt kế và khi có cái hình đồng hồ đây nhấp nháy thì bạn có thể thay đổi được cái thời gian mà máy đã thiết lập. Cũng tương tự như là việc thay đổi nhiệt độ, bạn cũng phải bấm và điều chỉnh nhiệt độ tùy theo bạn lựa chọn sau khi bạn đã lựa chọn chương trình. Bây giờ mình sẽ giới thiệu bạn phần bên trong của Clashstyle. Thì phần trong của Clashstyle được thiết kế thành hai phần rất rõ ràng. Với phần bên dưới này chính là cái phần khu vực để nấu và để thực phẩm ở trong này. Còn phần bên trên của nồi, đây chính là cái khu vực mà tạo nhiệt cho nồi và sẽ thổi toàn bộ cái hơi nóng xuống phía bên dưới của cái khu vực nấu, giúp cho hơi nóng được lan tỏa rất là đều. Còn phần nấu của Clashstyle thì đây là chính là cái phần phần bên dưới là cái khu vực để chứa, còn cái phần nồi bên trong này thì làm bằng thép không gỉ và được phủ bởi một lớp chống dính rất là bền. Ngoài ra thì Clashstyle có những bộ phận để hỗ trợ cho việc nấu nướng của bạn.
Đầu tiên mình muốn giới thiệu đây chính là cái lồng xoay. Bạn có để giúp bạn như là chiên khoai tây hoặc chiên các loại rau củ quả nào đấy mà các bạn muốn dùng. Thì lồng chiên này sẽ được thiết kế và bạn cho rau củ quả vào đây. Việc mở lồng chiên sẽ là mở ngang và bạn có thể cho lồng chiên vào và đóng lồng chiên cũng rất là dễ dàng nhưng mà cũng rất là chặt. Và bạn đặt lồng chiên ngang phía bên trong này thì lồng chiên sẽ và kết hợp với chức năng quay đều của Glassstyle như thế này thì thực phẩm luôn luôn là được xoay đều và không bị nướng quá chín về mặt nào đấy. Bộ phận này chính là một cái khay mà để đặt dưới đáy nồi để hứng các loại mỡ hoặc là những cái phần rơi của thực phẩm khi mà bạn nấu nước. Phần khay này cũng được thiết kế bởi là thép không gỉ và được phủ bởi một lớp chống dính. Còn đây là một vỉ nướng. Vỉ nướng này cũng làm bằng thép không gỉ và vỉ nướng này để khi bạn muốn nướng theo nướng và chiên những cái loại thực phẩm cũng như đặt miếng thịt với trên này trên mà không cần phải xoay hay là còn xiên thì bạn có thể đặt cả tảng lên đây để nướng. Bộ phận tiếp theo cũng là một dụng cụ để hỗ trợ bạn cho việc nướng. Thì bộ phận này bạn thường dùng để dùng như là nướng thịt xiên hay thịt miếng tảng lớn hoặc là gà. Bạn có thể xiên vào cái que xiên này và sử dụng hai cái đầu xiên này để cố định cái phần thực phẩm mà bạn muốn nướng như con gà. Và bạn cũng đặt ngang trong lò và sử dụng cái chức năng rô thì thực phẩm sẽ được quay đều và nướng chín đều. Bộ phận cuối cùng đó là bộ phận hỗ trợ bên ngoài. Bộ phận này chính là một cái công cụ gắp để giúp các bạn gắp các cái dụng cụ bên trong lò khi mà còn nóng. Đây, bạn có thể sử dụng để gắp tất cả các cái loại dụng cụ này mà rất là an toàn và không bị phỏng. Và các bạn lưu ý một phần nữa là khi đậy nồi vào, khi đắp vung, các bạn không ấn tay trực tiếp như thế này. Ở đây bạn sẽ nhìn thấy có một cái nút ở đây là các bạn cần phải gạt nút này xuống và nhẹ nhàng thì nồi sẽ tự đậy vung lại như vậy. Việc đậy vung như thế thì làm cho nồi rất là chắc chắn ngay cả khi mở lên như thế này. Các bạn nhớ là mở khi mà nghe thấy tiếng tực tực thì để cho nồi cái lắp vung này nó được cố định và nó không bị sập xuống khi mà các bạn mở lên. Và luôn luôn là gạt cái phím bên cạnh xuống để đóng nồi như này. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn nồi chiên không dầu của Glassstyle. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của Đức, xin mời các bạn liên hệ Facebook chuyên gia hàng sách Tây Đức, hàng nhập khẩu Đức hoặc vào website đức-việt.com hoặc liên hệ trực tiếp với mình qua số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn đã xem clip.